rau xanh nha. Mua ở đây xô 100 yên. Đấy. Ba loại. Đây là mùn. Mùn để trồng. Trồng rau, còn cái này giống mật phân. Đấy. Đây là dụng cụ để trồng. Đây. Cũng 100 yên. Nửa cái chỗ này. Đây cái chỗ này để trồng rau. Bông nè. Ôi còn mình trồng ở đây hai cây. Nó đang leo lên trái nữa. Thôi hái vô luôn cho đầu vậy. Chừng luôn.